Hello mọi người, chào mừng trở lại với kênh Cờ Vua của Daisy Chat. Hôm nay thì chúng ta lại vừa đánh cờ và vừa cùng nhau phân tích tiếp nha. Thể thức hôm nay chúng ta đánh vẫn là 10 phút cộng không như mỗi khi thôi. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu với nước cờ D4. Và đối phương chơi D6. Modern Defense. Mình thì vẫn sẽ triển khai quân như bình thường thôi. Và mình muốn set up quân như kiểu thế trận Catalan mà mình sẽ triển khai ở trong thế trong nhiều thế trận. Mình sẽ dùng tượng để đổi lấy con mã của đối phương. Ok, khi nào đối phương để tốt lên thì mình sẽ đổi, phát triển quân như bình thường thôi mọi người. Nếu vừa ăn lên thì mình lấy mã ăn lên nên mình cũng không quá quan tâm. An toàn vua trước đã. Ok, đưa xe ra, né đường chéo của con tượng, đồng thời đưa quân vào vị trí tích cực hơn. Đối phương quyết định để tốt H và mình nghĩ mình sẽ ăn. Mình sẽ đẩy tốt, đối phương đẩy tốt, mình sẽ có ô tiền đồn, đối phương sẽ có tốt yếu đúng không? D5 C5, đối phương ăn đương nhiên là lựa chọn không tốt, tại vì đối phương ăn tốt ăn lên nhiều vấn đề với đối phương. Và rồi đấy, mình có hai nước hậu B6, hậu B3, hậu B3 mã ăn chưa có nhiều vấn đề, mình nghĩ chơi hậu B3 nó tốt hơn. Đối phương sẽ cân nhắc việc lên tượng nhưng mà để tốt lên khá là khó khăn với thế trận của đối phương. Ở chỗ này mình có thể nhảy mã lên, mã ăn vào, tốt ăn lên, tượng ăn xuống. Mình nhảy mã lên nào, mã lên đúng không, tốt. Đương nhiên là mã ăn lên, tốt ăn xuống, tượng ăn lại, tượng ăn lên. Đương nhiên mình sẽ lời mã lên, tượng ăn lên, tốt ăn xuống. Tấn công vào đối phương này tốt, mình nghĩ là mã lên đi. Tốt ăn lên thì tốt ăn lại đúng không, tốt ăn là lại. Ok, mở cột để cho xe. Đối phương đưa hậu lên á, ông mình ăn vào, đối phương ăn xuống, mình ăn lên, đối phương ăn lên, mình xuống xe, mình chiếm được hàng, cờ đối phương sẽ rất là khó đánh luôn. Nhưng mình ăn xuống, đối phương ăn lên, mình ăn xuống, đối phương ăn lên, mình để tốt, đối phương ra xe thì tốt B nó vẫn đang bị treo, mình nghĩ là mình sẽ ăn xuống đi. Tốt ăn lên, ok, đối phương lên, mình để tốt và đối phương phải tranh giành cột với mình, nhưng mà tốt B7 đang bị treo, đối phương có thể ăn vào, ăn xuống. Mình nghĩ cờ này chúng ta đang có lợi thế. Đối phương để tốt lên nhưng mà đối phương sẽ bị ăn con này, đối phương lùi mãi về, nhưng mà mình chắc chắn là cái cục C này là của mình đã. Đối phương đưa ra, mình sẽ chồng xe, đối phương ăn, chúng ta ăn, đối phương đẩy tốt, mình sẽ lên mã. Nhưng mà rõ ràng đẩy tốt thì cờ đối phương sẽ hơi bị vấn đề đấy. Ok, bạn đối phương chồng xe, mình ăn lên, đối phương lùi mã về thì mình ăn qua đây, mình ăn lên, đối phương sẽ nên lên mã để bắt lại tốt và mình sẽ đẩy. Mình đang ngại nước này, mình lên mã, đối phương đẩy tốt thì mình có thể ăn vào đây, nên mình lên mã thì đối phương phải chưa thể đẩy tốt được tại vì mình có nước ăn vào đây đúng không. Nhưng mà mã lên, đối phương ăn qua, mình ăn xuống, phương đẩy tốt, mình xuống đây, đối phương chạy tượng, ok, mình lên mã. Việc đẩy tốt này nó sẽ mất tốt E6. Còn nếu đối phương ăn xe, xe ăn qua, đẩy tốt, ăn xuống, xe ăn xuống thì mình sẽ ăn tượng. Đối phương lấy tượng ăn lên, mình lấy mã ăn xuống. Mình lấy mã ăn xuống, đối phương lấy xe ăn qua, mình lấy xe ăn xuống. Mình ăn xuống, đối phương ăn xuống, mình ăn xuống.
khá là phức tạp đấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải ăn con này. Ok, đối phương ăn lên xe xuống tấn công vào con tượng, nên mã xuống tấn công tượng nên đối phương phải chạy tượng. Nhưng mà mình muốn đẩy tốt bắt mã đối phương trước. Đẩy tốt bắt mã, đối phương ăn vào mình ăn xuống, đối phương lùi mã về mình chiếu. Câu này đương nhiên là hơi khó khăn một xíu dành cho cờ của mình, nhưng mà mình thấy là đuổi con mã trước thì nó sẽ an toàn hơn. Mình sẽ cân nhắc ăn tốt g lên hay là đối phương ăn xuống đây á. Wow. Một nước cờ khá là mạnh của đối phương, khá là khó chịu đấy. Ok. Ăn tốt lên. Ok. Đương nhiên là việc lùi về đây thì đối phương cũng thấy tốt rồi đúng không? Nên lùi thì lùi thẳng về đây luôn. Rồi chúng ta lỗ hơn đối phương một con tốt. Xử lý cờ này phải. Hồi nãy chúng ta nên lùi về đây. Đối phương chiếm mất cái cục A. Đối phương muốn đẩy tốt, ăn vào lỗ. Tốt lên, ngăn cản đối phương lên. Lùi về. Lên đây là chúng ta sẽ bắt được con tốt. Mà đối phương chiếu mình lên đây, chiếu mình lên xuống đúng không? Ok. Mình lên đây nè, bắt con tốt này, đối phương chiếu mình lùi về đây. Mình lùi về đây. Tất nhiên là lùi về đây thì bị đối phương chiếu rất là khó chịu rồi, nên lùi về đây thì bị tượng chiếu tượng ăn đây, nên lùi về D1 thì hợp lý hơn. Con tốt này đối phương sẽ không giữ được, đối phương sẽ tranh thủ xuống tượng. Đối phương sẽ tìm cách bắt lại con ta trước, khá là khó. Hồi nãy này sai lầm của chúng ta là D, lùi về đâu đó, lùi về đây thì nó sẽ tốt hơn. Ok, đối phương qua đây. Nhưng mình ăn, đối phương sẽ lùi về. Đối phương lên vua. Để tốt, thì đối phương ăn con này. Lùi về đây. Lùi về đây đi. Nhìn nó hơi bị block tốt một xíu. Đối phương định qua đây. Nhưng mà mình có thể ăn con này. Mình thấy không có gì là không ăn được cả. Đối phương sẽ lùi về đây. Đối phương qua đây để bắt con tốt. Ô, bạn để tốt lên. Mình có thể ăn. Mình có thể ăn, đối phương có thể ăn, mình đẩy tốt. Mình nghĩ cờ này là hòa. Nhưng mà mình muốn thử. Mình muốn thử. Mình muốn giữ hai tốt liên kết. Đối phương ăn thì mình ăn con này. Ok, đối phương ăn con này, mình sẽ ăn con này. Ok, đối phương lên.
Mình đẩy tốt. Mình cần mình rất là khó chịu luôn. Đối phương lùi về đây. Đối phương đe dọa đẩy tốt. Mình đẩy tốt lên. Đối phương đẩy tốt. Mình chiếu. Nhưng mà đẩy tốt lên thì nhìn nó hơi bị vô tri. Nghĩ là chiếu trước đi. Đối phương này để đẩy lên đây. Mình nghĩ là tốt nhất là đừng có cho đối phương đẩy lên. Ok, đối phương qua, mình sẽ qua đây. Đối phương đẩy lên. Mình cũng đẩy lên. Còn này chúng ta có hai tốt, đối phương có một tốt. Đối phương qua. Mình sẽ lùi về để giữ tốt. Đối phương có thể lên tượng để tìm cách bẫy. Đối phương cũng có thể đẩy tốt lên. Khá là nhiều cách để chơi với đối phương nha. Đối phương lùi về. Hy vọng là đẩy tốt lên được. Đương nhiên là chúng ta không thích cái điều này lắm đúng không? Mình nghĩ là mình sẽ chiếu. Cờ này khả năng cao là hòa rồi. Mình chiếu đây đi. Mình thấy đây là cơ hội của chúng ta đấy. Đối phương lên, mình sẽ xuống tượng. Ok, đối phương xuống đây, mình lên tượng, mình đe dọa chiếu. Đe dọa chiếu hết thôi. Đối phương có thể ăn thì mình qua xe đe dọa chiếu hết. Cờ đối phương sẽ hơi 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 bị có chút vấn đề. Đương nhiên là không nhiều vấn đề, nhưng mà có chút. Cảm giác là cảm giác tự nhiên lại có cơ hội thắng. Chúng ta còn khá là ít nhiều thời gian. Chúng ta còn 2 phút thôi mấy thôi. Đối phương lưu tượng về để tốt luôn. Đương nhiên rồi, tiếp theo là xe qua đe dọa bắt tượng. Đối phương có thể ăn, chúng ta sẽ qua xe bắt tượng. Ok, đối phương qua đây, chúng ta lên đây, đối phương xuống, mình nghĩ là chúng ta sẽ lên đây. Ok. Đối phương có thể qua đây chiếu vua, chúng ta qua đây. Đối phương chạy tượng đi đâu đó, nhưng mà ok, đối phương để tốt. Đối phương cũng đe dọa. Nhưng mà nếu mình lên vua thì sao? Nó chưa có vấn đề gì đấy. Lên vua thôi. Đối phương chạy xe khỏi hàng này thì chúng ta ăn được con tốt này, đúng không? Đối phương chạy xe qua. Mình cũng chạy xe qua. Mình đe dọa chiếu và mình phong hậu. Đối phương chiếu. Chúng ta lùi về. Chúng ta nên lùi vào đây. Wow. Chúng ta lùi vào đây, chúng ta bị đe dọa chiếu hết. Chúng ta phải lùi vào đây, đối phương để tốt, chúng ta lên đây. Khá là mẹo đấy. Đối phương chiếu, đương nhiên là chúng ta sẽ lên đây. Và chúng ta nên lên đúng không? Khoan nào. Nếu chúng ta lên đây, đối phương sẽ qua đây, chúng ta ăn con tốt. Đối phương sẽ ăn về, đối phương chiếu. Vua qua đây. Đối phương phong hậu, chúng ta sẽ chiếu. Đối phương lên, chúng ta phong hậu. Wow. Ừ.
Đối phương có thể cân nhắc việc lùi về, nhưng chúng ta cũng sẽ lùi về. À, đối phương chọn phong hậu, chúng ta chiếu. Mình nghĩ cờ này mình thắng. Với lực lượng như thế này thì không có lý do chúng ta thua cả. Đương nhiên là với vị trí hậu như thế này, chắc chắn chúng ta sẽ siêu được phương nhé mọi người. Chắc chắn là chúng ta sẽ siêu được. Phong hậu chiếu đây, đối phương chạy về, mình sẽ siêu hậu đối phương. Từ từ, mình đang tìm cơ hội chiếu hết. Mình chiếu đây, đối phương xuống đây hoặc xuống đây. Nếu mình nghĩ là mình sẽ đánh đơn giản, chiếu đối phương chạy, mình chiếu và mình sẽ siêu được hậu đối phương và cờ chúng ta thắng, đúng không nào? Mình sẽ chiếu và mình sẽ siêu được con hậu vị trí D, D1. Nhưng mà trước đó thì mình cảm thấy là mình có thể chiếu hết ở vị trí này. Đã có. Ok, đối phương đầu hàng. Rồi, chúng ta cùng nhau xem lại ván đấu nha. Một ván cờ nhìn chung là về cờ tàn, nó hơi nguy hiểm dành cho cờ chúng ta. Bộ phận mình chúng ta 1.800, có nghĩa là chúng ta có khá là nhiều chỗ mà chúng ta cần phải khắc phục. Nhưng mà mình nghĩ là chỗ khắc phục nó sẽ nằm ở phần cờ tàn là nhiều hơn. Ô, chúng ta có một nước cờ rất là mạnh ở đây. Ok, chỗ này mình nghĩ là cờ chúng ta có ưu thế cơ. Chỗ này mình hơi tham nước này đúng không? Mình nên ăn thì nó tốt hơn. Mã G4 thì mình có nước cờ F4 à. Và ăn ấy, máy tính recommend chúng ta là mã F4. Tấn công vào đây. Ok, tấn công xuống đây. Ok, mình thấy mọi thứ. Nhưng mà chỗ này mình hơi tham cục C thì phải. Và chỗ này thì chính thức cờ chúng ta bị, cờ chúng ta chỗ này mạnh hơn. Chỗ này C ăn F7, C ăn F7, tượng H3. Đối phương để tốt lên, tuy nhiên cờ chúng ta lợi. Vậy là chúng ta bị miss mất cái phần này. Đó là lý do mà cờ chúng ta hơi bị yếu hơn đối phương. Ok, chỗ này thì cờ cân bằng, đối phương ăn thì vẫn dính nước tượng H3. Và chỗ này chúng ta đẩy H3. Và bạn có một nước cờ khá là chuẩn. Và đương nhiên, cờ này là cờ... chỗ này sao mình không ăn con này nhỉ? Ừ nha. Chúng ta đang suy nghĩ gì vậy ta? Ở chỗ này kiểu như... Chắc chắn là mọi người coi tới khúc này, mọi người sẽ... tại sao là ông admin lại không ăn con tốt này? Tại vì mình tưởng đây là con tốt. Chỉ vậy thôi, là mình tưởng đây là con tốt. Nó đang bảo vệ này. Ok, chỗ này cờ chúng ta bị thiệt. Chiếu mình thì về, đúng mình ăn. Sau khi mình ăn, sau sau khi lúc mình ăn con này, mình thấy cờ mình rất là ổn rồi. Nhưng mà đối phương lên tượng, mình lại ăn được thêm con tốt này nữa. Mình thấy ok, cờ này ổn. Và mình quyết định giữ con tốt G. Đối phương ăn và mình ăn, đối phương lên. Đối phương chiếu. Mình cho vụ E1. Bạn chạy xe và mình có nước F6. Chỗ này mình sót nước F6. Bạn chạy xe về, mình có nước F6. Chỗ này hơi tiếc nha. Bạn chạy qua đây, mình chỗ này mình đã F6. F6 là gần như thắng luôn. Đối phương không thể chạy về đây được. Đối phương phải chạy qua hoặc chạy lên. Đối phương chạy lên, chúng ta có nước F7 chiếu nữa cơ. Nên đối phương phải chạy qua đây. Chúng ta thấy là mọi thứ rất là ổn. Nhưng mà chỗ này bị miss. Đối phương chạy về, mình chạy lên. Đối phương lùi tượng về. Và chỗ này chúng ta hơi vội. Chúng ta chơi CA6, chúng ta đe dọa chiếu hết. Còn này thì chắc chắn chúng ta thắng. Đối phương có thể chạy vua. Chúng ta chơi F7 chiếu. Đối phương chạy lên, chúng ta có CA7 hoặc là C chạy xuống thì thắng. Ok. Chỗ này khá là ẩu. Tại vì mình cứ đinh là cầm thắng được ấy. Đối phương này tốt. Mình có đẩy vua lên, đối phương đẩy xe qua, còn này thì chúng tôi vẫn đang thắng. Ok, chạy xe qua một nước miss, đối phương chiếu, chúng ta chạy về, đối phương chiếu và chúng ta chạy lên. Và chỗ này đối phương nên chơi vua E7. Chúng ta chơi xe C8. Thì đối phương cho tượng H6 để phòng thủ à. Đó, chúng ta có một nước cờ thiên tài nữa cơ. Ô, chỗ này cờ tàn hơi bị phức tạp luôn đó mọi người. Đối phương phong hậu. Ok, sau khi phong hậu thì chúng ta thấy được cách chúng ta thắng. Rồi, ván cờ của chúng ta chỉ đến đây thôi nhé. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye.